100V bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này ra nhá. Nhưng mà chỉ là 100V thôi bạn. Tập vũ này bạn chờ tí nha. Đây này bạn nhìn. Bây giờ mình đắp thêm một con tụ này nữa bạn này. Rồi cuối cùng bây giờ mình đã làm hoàn thành xong các mối hàn. Sau khi nó mình phải hàn tất cả cái mối hàn của nó này. Mình chỉ cho bạn xem nha. Đây chính là hai cái cọc 12V. Đây là cọc đầu vào 100V làm sao thấp được điện 220 bạn. Đây chính là đầu vào của nó đúng không? Thì bạn lấy con tụ. Mình chơi con bao ép trước tiền nha. Bởi vì mình nói cho bạn biết là phải đúng tải cái nhược điểm của nó đấy. Nó không phải làm trước nha. Băng nữa nha. Rồi bây giờ sẽ là một cái dây rắc cắm này. Đây là cách gọi là nhanh nhất có thể mà mình mới vừa mới suy nghĩ và phát minh phát hiện ra nha. Bạn nghe thấy không? Không tải thì nó rất chi là sôi nha. Khá là cao luôn, bây giờ mình chập cho bạn xem. Đấy, thấy không? Nhược điểm thứ nhất này là như vậy. Nhược điểm thứ hai này, khi các bạn nhổ ra là nó tích ở đây ít điện này. Đấy, là không cẩn thận sờ vào nó giật thì bắt buộc các bạn sẽ phải bọc băng dính này. Thì đây chính là cái dây này. Nó chỉ có 12V thôi. Chặn nối, chập ba đầu lại. Chập vào cái này đi dùng đó. Bây giờ mình dây dưa, mình đối với đầu ra này. Lúc nãy mình chỉ cho bạn á. Thì đây là đầu ra. Và đúng vừa cái tải này luôn. Là con tụ này nha. Và bây giờ mình sẽ rút điện ra này. Đang quay thì hết pin. Rồi. Và nhớ chập cái này lại. Nếu bọc bạn bọc con dính vậy thôi, để lâu rồi nó cũng tự xả điện ra ngoài. Chưa? Và công việc thứ hai mình sẽ tính toán nó vừa sạc một cái bình bạn ạ. Nhưng mà bình ấy thôi, xe máy này thôi, bình nhỏ này thôi, không sạc bình to. Bạn hãy đăng ký nha. Cái thiết bị khác, bởi vì cái biến áp này khỏe lắm. Mà bạn mình chỉ dùng mới có một phần của nó thôi. Nhưng mà bạn không thể tự tiện mà thay đổi nha, sẽ phải trả giá đấy. Mình nói chuyện là bạn trả giá rất đắt luôn đấy. Đấy, bạn có nhìn thấy đồng hồ không? Hiện tại là như vậy, 10V 5. Và bây giờ mình sẽ cắm sạc luôn. Cắm sạc này, cái dây tụ điện này. Đấy. Cái cục biến áp này bạn này. Cắm nha. Là vôn ở đây sẽ tăng lên, có nghĩa là nó đang sạc rất là bình thường. Ok luôn. Vậy là bạn đã vọt lên 14V luôn. Thoải mái để sạc rất nhanh luôn. Đấy là hai phương pháp nha. Chạc cái bình này là vừa khéo luôn nha. Để sử dụng cho thật chính xác, nếu không bạn sẽ trả giá đó bạn ạ. Ok.